Và nối tiếp theo chương trình hội thi ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc vô cùng ý nghĩa này, có phần thể hiện dân vũ đến từ đơn vị phường Tân Lập. Và một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đơn vị phường Tân Lập, kính thưa quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chúc mừng đơn vị phường Tân Lập đã hoàn thành phần thi của mình để hội thi ngày hôm nay.